Cuộc vận động Quỹ vì người nghèo hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết được các cấp, các ngành của Quỹ chợ mới quan tâm thực hiện. Từ đầu năm đến nay, hệ thống mặt trận Tổ quốc đã vận động và tiếp nhận Quỹ vì người nghèo trên 33 tỷ đồng, qua đó đã cất mới 536 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 12 căn nhà, cất mới 26 căn nhà tình nghĩa, hỗ trợ 574 người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn, khám chữa bệnh, giúp đỡ 360 em học sinh nghèo trong học tập, thăm hỏi tặng quà cho trên 55.000 lượt người nghèo và giúp đỡ gần 6.000 người khó khăn đột xuất. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quỹ chợ mới cùng các cơ sở mặt trận đã vận động các tổ chức mạnh thường quân cất mới 30 cây cầu nông thôn, sửa chữa 6 cây cầu với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng.